Ngày 11 tháng 8, Liên Hợp Quốc đã bổ nhiệm 3 chuyên gia vào Ủy ban Quốc tế điều tra về khả năng vi phạm nhân quyền và các tội ác chiến tranh do cả hai bên thực hiện trong cuộc tấn công quân sự của Israel nhằm vào giải Gaza. Dự kiến Ủy ban này sẽ trình báo lên Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc gồm 47 nước thành viên vào tháng 3 năm 2015. Cho tới nay, các cuộc giao tranh từ ngày 8 tháng 7 đã khiến 1.940 người Palestine thiệt mạng, trong đó chủ yếu là dân thường, đặc biệt trong số này có hơn 450 trẻ em. Tại giải Gaza, chiến sự tạm lắng khi Israel và Hamas thực thi lệnh ngừng bắn mới kéo dài 72 giờ. Ngày 11 tháng 8, đoàn đàm phán của Israel đã quay lại thủ đô Cairo của Ai Cập để tiếp tục đàm phán với Palestine. Hamas đe dọa sẽ tấn công Israel nếu đàm phán thất bại, đồng thời nhấn mạnh yêu cầu dỡ bỏ phong tỏa đối với giải Gaza. Trong khi đó, Israel kịch liệt phản đối việc xây dựng cảng biển hay sân bay tại Gaza, song ủng hộ việc mở lại cửa khẩu Rafah nối với bán đảo Sinai của Ai Cập. Israel cũng chấp nhận nới rộng phạm vi đánh bắt cá cho người dân Gaza, nhưng yêu cầu các khoản viện trợ tài chính cho tái thiết Gaza không được rơi vào tay Hamas.